Xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay trong video này mình xin cập nhật tiếp tục thông tin về vụ 36 du khách bị mắc kẹt trên núi cao tại tỉnh Khánh Hòa và vụ 4 du khách bị lũ cuốn trôi tại tỉnh Lâm Đồng. Và tại tỉnh Lâm Đồng thì trong vụ 4 du khách bị nước lũ cuốn trôi thì hiện tại đến sáng hôm nay ngày 2 tháng 12 thì đã tìm thấy được nạn nhân thứ hai trong vụ nước lũ cuốn trôi. Và tại tỉnh Khánh Hòa thì nhóm du khách bị mắc kẹt trên núi cao do nước lũ dâng cao, họ không thể trở về lại được. Thì hiện tại đã liên lạc được với nhóm người này và mọi người vẫn đang an toàn. Sau đây là thông tin chi tiết, mời các bạn chú ý theo dõi. Xin cảm ơn các bạn. Đã tìm thấy thi thể du khách thứ hai bị nước lũ cuốn trôi tại tỉnh Lâm Đồng. Lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể du khách bị nước lũ cuốn trôi tại khu vực cầu treo. Nạn nhân đang được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Sáng ngày 2 tháng 12, Thượng tá Phạm Phú Tây, Phó trưởng Công an huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng cứu hộ đã phát hiện nạn nhân Nguyễn Thị Hà My, 31 tuổi, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, nữ du khách bị nước lũ cuốn trôi 3 ngày trước. Lực lượng chức năng đã trục vớt nạn nhân, đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Nạn nhân là nữ du khách bị mắc kẹt tại gầm cầu treo, nơi xảy ra sự việc. Nạn nhân có thể đã bị rơi xuống và mắc kẹt vào các thanh sắt, Thượng tá Tây nói. Chiều ngày 1 tháng 12, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy du khách Lê Thị Quỳnh Trang, 28 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, đã tử vong cũng tại vị trí cầu treo này. Liên quan đến vụ việc, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, công ty trách nhiệm hữu hạn GoTrip, đơn vị tổ chức tour, chưa được cấp phép kinh doanh dịch vụ lữ hành. Hiện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đang làm việc với những đơn vị liên quan để làm rõ trách nhiệm của các bên. Như đã thông tin, công ty trách nhiệm hữu hạn GoTrip phối hợp cùng với Trung tâm Du lịch Sinh thái và Giáo dục Môi trường Vườn Quốc gia Bi Đốp Núi Bà tổ chức tour cho du khách khám phá núi rừng. Chiều ngày 29 tháng 11, nhóm du khách đang đi qua cầu treo tại xã Đạ Chai, huyện Lạc Dương thì lũ lớn bất ngờ đổ về, cuốn trôi 6 người, trong đó 4 người may mắn thoát nạn, 2 du khách còn lại mất tích. Vâng, và trong cái vụ lũ cuốn trôi 4 người này thì đã tìm thấy được 2 nạn nhân còn lại bị mất tích. Và trước đó thì 2 nạn nhân đã được giải cứu do bị lũ cuốn trôi và sau đó 2 nạn nhân này đã may mắn bị mắc kẹt lại trên ngọn cây và được lực lượng chức năng giải cứu thành công. Còn liên quan đến cái vụ 36 du khách tại tỉnh Khánh Hòa bị mắc kẹt trên núi cao. Chiều ngày 30 tháng 11, ông Nguyễn Văn Nhuận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa cho biết, huyện đã cử đội cứu hộ tìm cách tiếp cận 36 du khách và 9 người dân đi leo núi, khám phá núi Tà Giang tại xã Thành Sơn. Chúng tôi đang trên đường nhưng gặp suối lớn, nước chảy xiết, cách khu vực các du khách bị mắc kẹt khoảng 1,5 giờ đi bộ nên chưa thể qua được, ông Nhuận nói. Huyện đã đề nghị tỉnh cử đoàn tiếp cận từ hướng huyện Khánh Vĩnh giáp với huyện Khánh Sơn. Hôm qua, người dân địa phương đi rừng xuống trình báo là đoàn vẫn an toàn, đang trú ẩn tại trại bò của một người dân. Ông Nhuận nói và cho biết địa hình nơi các du khách bị mắc kẹt là một bình nguyên, có trại nuôi bò của người dân nên khả năng cao du khách vẫn an toàn, chỉ lo việc thiếu lương thực. Thảo Nguyên Tà Giang cách thành phố Nha Trang 100 km, gần vườn quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận, nổi lên như một điểm trekking khám phá trong những năm gần đây. Sau khi lên thôn Tà Giang, du khách thường đi bộ khoảng 30 phút qua những con suối đá, khám phá vẻ đẹp hoang sơ của Thảo Nguyên. Du khách thường được khuyến cáo du lịch nơi đây vào mùa hè. 4 ngày qua, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa lớn, khiến nhiều khu vực bị nước lũ chia cắt, cô lập. Đến tối ngày 30 tháng 11, ông Nguyễn Văn Nhuận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Khánh Sơn cho biết đã điện thoại được với đoàn du khách bị mắc kẹt trên núi 2 hôm trước. Trong đoàn có 9 người địa phương chuyên đi rừng nên biết rất rõ địa hình, chọn được chỗ an toàn. Ngày mai nước suối cạn, họ sẽ trở về. Sau khi rời khỏi trang trại, họ đã nhập chung thành một đoàn để trở về. Trên đường đi, mưa lớn khiến nước suối dâng cao, họ đã không thể qua được.
Đến tối, cả đoàn dựng lều trại trong rừng gần thảo nguyên Trà Giang. Tất cả đều có lương thực, nước uống và thuốc men. Tại khu vực đoàn khách đi không có sóng điện thoại, bị mất liên lạc với người thân. Đây là hai nhóm từ thành phố Hồ Chí Minh tới Khánh Hòa, rồi đến Khánh Sơn hôm 29 tháng 11. Họ thuê 9 người địa phương dẫn đường để đi trekking thảo nguyên Tà Giang. Lịch trình đến chiều Chủ nhật trở về, xong gặp mưa lũ không thể xuống núi và mất liên lạc. Chính quyền địa phương cử đội cứu hộ mang theo thuốc men, thông tin liên lạc, băng rừng tìm cách tiếp cận, nhưng không thể vượt suối do nước lũ đang dâng cao và chảy xiết. Chúng tôi khuyến cáo rằng các bạn đi du lịch núi rừng nên chọn vào thời điểm mùa hè để đảm bảo về điều kiện thời tiết, để tránh gặp lũ quét, sạt lở đất cũng như là mưa lớn, nước suối dâng cao sẽ bị cô lập và chia cắt. Vì vậy, rất nguy hiểm. Và chúng tôi rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi video và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin nóng hổi để đăng tải cho các bạn theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Các bạn nhớ like và đăng ký video.